Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Trọng, 29 tuổi, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu, là giám đốc thẩm mỹ viện Amida, 3 năm tù về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người. Theo cáo trạng, vào thời điểm cuối tháng 4 năm 2021, khi dịch bệnh COVID-19 bắt đầu bùng phát tại thành phố Đà Nẵng, bất chấp quy định hạn chế tụ tập đông người, Trọng với tư cách là giám đốc vẫn tổ chức cuộc họp có sự tham gia của trên 30 nhân viên thuộc công ty. Đến phần truyền lửa, Trọng đã yêu cầu các nhân viên bỏ khẩu trang, hô to các mục tiêu của công ty. Sau cuộc họp này, dịch bệnh COVID bùng phát tại công ty Amida là 130 người nhiễm COVID-19, dẫn đến thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành lân cận phải tiêu tốn gần 11 tỷ 800 triệu đồng để phục vụ cho quá trình truy vết, cách ly, điều trị các bệnh nhân xuất phát từ ổ dịch này. Hành vi của Nguyễn Quang Trọng đã vi phạm nghiêm trọng về quy định phòng chống dịch bệnh của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố đưa ra. Tại tòa, Trọng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.